Xin chào thầy và các bạn, em tên là Quách Thị Hoàng Oanh, đến từ lớp IC43. Hôm nay em xin trình bày về chủ đề ăn giấm có phải là fecal transplant hay không. Phần trình bày của em gồm có 5 phần. Phần thứ nhất, giấm là gì? Phần thứ hai, fecal transplant là gì? Phần thứ ba, ăn giấm có phải là fecal transplant hay không? Phần thứ tư, một số tác dụng của giấm. Và phần cuối cùng là phần kết luận. Phần thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu giấm là gì. Giấm là một chất lỏng có vị chua được hình thành từ công thức lên men và có thành phần chính là dung dịch axit acetic CH3COOH có nồng độ từ 2% đến 5%. Giấm được sinh ra từ sự lên men của rượu ethylit C2H5OH. Đây là sự chuyển hóa ethanol cùng oxy. Fecal transplant là gì? Fecal transplant là cấy phân vi sinh vật trong phân, còn được gọi là cấy ghép phân, là quá trình chuyển vi khuẩn trong phân và các vi khuẩn khác từ một cá thể khỏe mạnh sang một cá thể khác. Fecal microbial transplant là một phương pháp điều trị có hiệu quả đối với nhiễm trùng do Clostridioidea difficile. Vậy, ăn giấm có phải là fecal transplant hay không? Theo như tìm hiểu thì ăn giấm không phải là fecal transplant bởi vì giấm ăn có thành phần chủ yếu là axit acetic với nước, không có vi sinh vật. Và khi ăn giấm, do giấm có hoạt tính kháng khuẩn chống lại E. coli với Staphylococcus aureus nên không tăng cường E. coli sau khi ăn. Nhưng theo tìm hiểu thì ăn giấm lại có thể giúp cải thiện đường huyết ở người. Vậy bằng cách nào mà giấm ăn có thể làm được điều đấy? Được biết, giấm ăn có tác dụng ức chế hoạt động của alpha-amylase và alpha-glucosidase. Vậy alpha-amylase và alpha-glucosidase là gì? Alpha-amylase là dạng chủ yếu của enzyme amylase được tìm thấy ở người và động vật có vú khác, giúp thị phân liên kết alpha của các polysaccharide như tinh bột và glycogen, tạo những cơ chất đơn giản như glucose và maltose. Còn alpha-glucosidase là gì? Alpha-glucosidase là enzyme nằm ở tế bào biểu mô niêm mạc ruột non, đảm nhận việc phân giải các đường disaccharide và carbohydrate để chuyển thành dạng đường đơn glucose dễ dàng hấp thu vào máu và niêm mạc ruột. Vậy nhờ đâu mà giấm ăn lại giúp cải thiện đường huyết ở người? Theo như hình trên thì ta thấy alpha-amylase có tác dụng thủy phân tinh bột thành maltose, còn alpha-glucosidase có tác dụng phân giải disaccharide để chuyển thành các dạng đường đơn dễ dàng hấp thu vào máu, nên khi hoạt động của alpha-amylase và alpha-glucosidase bị ức chế thì làm giảm gluco trong máu. Nhờ vậy, giấm ăn được coi là một loại thực phẩm giúp cải thiện đường huyết ở người. Ngoài ra, giấm còn rất nhiều tác dụng trong đời sống và sức khỏe như làm đẹp da, khắc phục bong gân và làm tan máu bầm, làm gia vị cho các món ăn, giảm mức đau rát của những vết bỏng hay vết rợp do tiếp xúc với nước sôi, chất gây bỏng và nắng nóng, chống lão hóa, kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên có rất ít nghiên cứu điều tra tác động mãn tính của việc uống giấm. Sau khi tìm hiểu, chúng ta có các kết luận sau: 1. Ăn giấm không phải là fecal transplant. 2. Giấm ăn ức chế alpha amylase và alpha glucosidase nên giảm hấp thu glucose. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.